Các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dũng Channel. Thì trên tay của mình đây đang là một chiếc điện thoại, đó là chiếc điện thoại Pocophone F2 Pro nhé các bạn. Thì chiếc điện thoại Pocophone F2 Pro này thì là nó rất là mạnh nhé các bạn. Rất là mạnh luôn, mình đánh giá rất là cao luôn chiếc Pocophone F2 Pro này. Thì Pocophone F2 Pro này thì của mình đang là chạy là phiên bản 6128 nhé. Và chạy chip Snapdragon là 865G nhé các bạn. Đó, thì cái máy này nó có một cái bản tên khác, nó là của nó là K30 Pro nhé. K30 Pro thì vỏ lưng của nó khác chữ Redmi, còn Pocophone F2 Pro này nó khác chữ Poco sau lưng nha. Nhưng mà hai cái máy này về cấu hình nó lại thông tin các chi tiết của nó thì lại là một luôn nha, không có khác gì nhau nha. Thì chiếc Pocophone F2 Pro này nó thiết kế bằng mặt lưng kính và viền kim loại đó. Mà cái máy này á, là cái mình đánh giá sơ qua về cái mặt tổng quan của nó là cái màn hình nó rất là to, độ phân giải là rộng đến tận 6,67 inch cơ. Đó, rất là to luôn. Và cái thứ hai là nó là cam thỏa thuận nên là màn hình của nó hoàn toàn full view, và cái tấm nền của nó là Super AMOLED nha các bạn. Tấm nền Super AMOLED và vân tay nhúng trong màn hình nha, rất là cao cấp. Thì với cái tấm nền Super AMOLED này, cái màu sắc hiển thị rất là tươi nét và độ sáng rất là cao nha, rất là ổn định nha. Thì pin của nó là 4700 mAh và rất là trâu nha, xài rất là ok. Về camera của Pocophone F2 Pro này thì là nó có một cảm biến chính là 64 megapixel và một cảm biến là góc rộng 13 megapixel và macro 2 megapixel và đo chiều sâu 2 megapixel nha. Thì cam trước là 2 megapixel nha. Thì nói chung là camera của nó thì rất là ok nha, nhưng mà về camera của Xiaomi thì mình đánh giá là cũng khá là ổn nha, không đến nỗi quá tốt luôn. Nhưng mà nó ổn nha các bạn. Thì hôm qua mình có chụp về quay một cái tấm video này. Đó. Thì các bạn thấy là cái độ quay video nhá, cái độ chống rung của trên chiếc điện thoại Pocophone F2 Pro này là rất là tốt nha. Mình có dùng để quay mấy cái video mấy cái điện thoại nhá, mấy cái ấy nha. Thì Pocophone F2 Pro này quay video cực kỳ tốt nha các bạn, nó chống rung cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề ở chỗ là cái chi tiết này. Các bạn quay như này, các bạn bật như này thì nó chống rung rất là tốt này. Cái camera nó rất là đứng luôn, nó không bị nhảy này. Nhưng các bạn bật siêu chống rung lên, siêu ổn định video lên thì nó lại bị giật. Nó lại bị giật các bạn ạ. Này, các bạn để như này nó giật này. Đó, nhưng mà các bạn tắt siêu chống rung thì nó lại chống rung tốt hơn, nó lại không bị giật, nó lại trơn tru mượt mà hơn. Cái đấy mình cũng không hiểu lý do tại sao nhé. Đấy, thì chắc là có thể là do một cái vấn đề phần mềm nào đấy. Vì Pocophone F2 Pro này thì nó chạy chip Snapdragon 865 5G nha các bạn. Chip này rất là mạnh nha. Chip này là chip cao cấp cực kỳ mạnh luôn. Và cái chip này nó còn mạnh hơn cả 855 Plus luôn. 855 Plus thì mạnh hơn cả 860. 860 là trang bị trên Pocophone F3, à đâu, Poco X3 Pro nhé, nên là chạy chip 860, còn cái này là F2 Pro này trang bị chip 865 5G nhé. Thì nó rất là mạnh nha, rất là mượt. Về camera của nó thì mình đánh giá đấy, cái tấm thì cái camera chụp ảnh của nó thì rất là nét rồi. 64 megapixel, các bạn phóng ra nó không bị nở hạt quá nhiều, rất là chi tiết. Và cái độ chống rung ổn định của cam rất là mạnh luôn. Đấy, về pin thì nó có là 4700, nó rất là trâu rồi. Còn về cái máy này, nó là thứ nhất là cam nó thỏa thủ lên thì nó tràn viền màn hình ra, xài rất là đã luôn. Và mình có một cái điểm mạnh cái máy này là mình đánh giá rất là cao luôn, đó là quả loa của con máy này cực kỳ to luôn. Mình đánh giá con này nếu mà 10 điểm thì nó được 10 điểm luôn. Nó là loa đơn nha các bạn, nhưng mà nó loa của nó rất là to nha. Các bạn mà để đi ra ngoài trời nghe nó rất là to luôn, mà vào trong phòng thì cực kỳ bá cháy. Trong ban đêm các bạn mở mắc volume lên rất là khủng khiếp luôn. Đây các bạn thấy mình mở mắc đây này. Đó, thì các bạn thấy là loa của nó cực kỳ bốc luôn nha. Rất to mà bát chép các thứ đầy đủ luôn nha các bạn. Mình đánh giá là nhiều máy, ví dụ như là Samsung Galaxy S10 5G bữa mình xài cũng có loa kép á. To thì to thật, nhưng mà cũng không to bằng con này. Mà con này to hay hơn, mà còn bát chép các thứ đầy đủ nha. Đó, nên là con này mình đánh giá cái loa nó là khủng khiếp. Mình dùng cái từ khủng khiếp để mô tả cho cái loa con này nó rất là to luôn. To khủng khiếp luôn. Đấy. Về thiết kế thì các bạn cũng thấy rồi, cái này là nó cũng như là một cái máy giờ nó đang tầm giá là của nó là 9 triệu 200 bao nhiêu tiền đấy. À, 9 triệu mấy ấy, mình cũng không để ý nữa, mình xem lại coi giá nó hạ rồi. Này, các bạn xem Pocophone F2 Pro này ở Cellphonet nha các bạn. Thì là Cellphonet thì đang bán cái bản 6128 này là 9 triệu 200 ngàn đồng nha. Và cái này là giá đã giảm rồi nha, trước đây lần giá nó cao hơn nha, hơn chục triệu nha. Thì với tầm giá hơn chục triệu thì các bạn xài cái máy này nó rất là ngon, rất là ổn định nha. Đó. Thì cái video này mình chỉ đánh giá sơ chi tiết về cái chip 865 5G này thôi, nhóm lại cái máy này thôi. Thì các bạn mua con này về đúng là rất là đáng mua luôn nha. Mua về xài cảm giác đã thật, sướng. Đấy. Thì mình sẽ phép dừng video ở đây nha. Các bạn thấy video của mình thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Mình sẽ làm một cái video test game nha. Test game trên chiếc Pocophone F2 Pro này. Và mình sẽ thực hiện hai tác vụ cùng một lúc để xem chip này nó có mạnh không, và cái độ hao pin nó như thế nào. Đó là mình sẽ vừa ghi màn hình và vừa bật độ phân giải cao nhất của Liên Quân, đó là đồ họa HD lên để mình test nhé.
Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chú ý hãy đón xem cái video test game tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.